Sự khác biệt của chương trình Bodykey với các chương trình giảm cân khác á, mình thích nhất đó là cái đồng hồ in bodyband này và phần mềm ứng dụng Bodykey trên điện thoại. Bởi vì hai thiết bị này có thể đồng bộ với nhau, liên kết với nhau, giúp Sang kiểm soát được cái quản lý cân nặng của mình 24/24. Từ đây Sang có thể kiểm soát được cái năng lượng đầu vào thông qua phần mềm này sẽ tư vấn cho Sang ăn uống các bữa ăn như thế nào. Ngoài ra với cái đồng hồ này Sang sẽ kiểm soát được năng lượng đầu ra, một ngày Sang đi được bao nhiêu bước, đốt được bao nhiêu năng lượng. Bên cạnh đó, chất lượng giấc ngủ của Sang Sang cũng có thể kiểm soát được thông qua ứng dụng trên phần mềm để ngày hôm sau mình có thể điều chỉnh được cái giấc ngủ tốt hơn. Thì từ những yếu tố này sẽ giúp cho Sang rất là nhiều trong việc quản lý và giám sát cân nặng. Đây là hộp protein, protein 100% nhờ chiết xuất từ thực vật. Nó có thể cung cấp cho chị một hoàn toàn những cái lượng đạm từ thực vật nên là nó rất là an toàn. Chị có thể dùng là mình bổ sung vào những cái bữa ăn của mình hàng ngày. Để mình thay thế cái lượng đạm bên với những cái thành phần cực kỳ tuyệt vời của nó có thể giúp cho chị là da của mình á nó sẽ láng mịn hơn, cái cơ á nó sẽ săn chắc hơn, bên cạnh là nó có thể hỗ trợ tim mạch cho chị. Bình thường thì một người khi mà họ quan tâm về vấn đề mà giảm cân á thì họ hay nghĩ đến là mình sẽ tăng cường vận động và mình hạn chế bớt những cái ăn trong những cái bữa ăn của mình. Cái vấn đề tăng vận động thì nó dễ rồi, mình có thể chọn một cái môn thể thao nào mình thích để mình tăng cường mình vận động. Tuy nhiên là còn cái bữa ăn á thì mình làm sao để có được một cái bữa ăn mà nó hạn chế cái năng lượng dư thừa từ bữa ăn đưa vào cơ thể mà vẫn đảm bảo được cái nguồn vi lượng như vitamin và khoáng chất mà cơ thể một người cần thiết hàng ngày. Đó mới là cái vấn đề mà mình đang quan tâm. Thì cái hộp đáp ứng là một cái sản phẩm mà kèm trong bộ Bodykey gân cực kỳ tâm đắc với hai lần sử dụng kèm theo bữa ăn hàng ngày. Thì sau 2 tháng Ngân tuân thủ với những gì mà Bodykey đã tư vấn cho bản thân cơ địa của mình thì Ngân cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì là mình có thể kiểm soát được cái cân nặng của mình nhưng mà làn da nó vẫn là sáng săn chắc như là các bạn cũng thấy như thế này. Bởi vì Ngân là biết được là trong WX này nó bao gồm đầy đủ những vitamin, khoáng chất và điều đặc biệt nữa đó là cái viên dưỡng chất thực vật. Cái viên này nó có công dụng là làm chống oxy hóa cực tốt, nó làm cho da mình ngày càng sáng hơn, và với sự kết hợp vitamin, khoáng chất, dưỡng chất thực vật thì nó sẽ tạo cho mình một sức bền dẻo dai cực kỳ tuyệt vời. Nó làm cho mình không có cảm thấy mệt mệt vào lúc là về chiều và những lúc mà mình làm việc căng thẳng, có những hôm mình phải đi về rất là khuya nhưng mà mình vẫn còn cảm thấy hào hứng. Đó là điều mình đắc tâm đắc nhất về cái hộp đáp ứng này. Hiện nay mình có hai cái dòng sản phẩm, hai cái hộp sản phẩm mình cảm thấy rất là thích. Đi đâu mình cũng bỏ nó vào trong túi xách rồi mình mang theo nó như một người bạn đồng hành. Vì nó mang lại cho mình rất là nhiều lợi ích, đó là hộp bổ sung viên sơ. Thì ngày xưa khi mà mình dạy một ngày á, năng lượng của mình nó cần rất là nhiều, lúc mình cảm thấy rất là thèm ăn. Và mình ăn tùm bậy tùm bạ, nhưng mà từ khi mình biết về cái viên bổ sung sơ á thì mình sử dụng nó, mình nhai nó và lúc này nó giảm cho mình cái cảm giác thèm ăn vì nó bổ sung cho mình hàm lượng sơ rất là cao. Và vì vậy cho nên sau đó mình phải uống một hàm lượng nước nhiều á, lúc này mình cảm giác là không còn muốn ăn một cái gì nữa. Và bên cạnh đó thì trước đây Tuyến đến cân nặng đến hơn 60kg và lúc này cái tỷ lệ mỡ trong cơ thể nó khá là cao và cholesterol nó bắt đầu hình thành. Và khi mình nhai sơ tầm 60 ngày thì mình có đo lại thì mình thấy là mỡ hình như nó đã không còn rồi và cholesterol nó giảm rất là nhiều. Và bên cạnh đó một cái hũ mà mình cảm thấy rất là tâm đắc là cái hũ Regym, vì Tuyến là một người nhạy chất béo và khi Tuyến ăn bất cứ một cái thực phẩm nào mà nó có hàm lượng chất béo vào lúc này làm cho mình dễ bị tăng cân. Và khi mà mình sử dụng Regym thì nó giảm cái hàm lượng năng lượng thừa trong chất béo mang lại và mình cảm thấy rất là thích. Và bây giờ mình vô cùng là hào hứng và mình đi đâu mình cũng cảm thấy là mình có thể ăn những cái sản phẩm, những thực phẩm có chất béo, nó như là bộ đôi đồng hành với mình trên mọi chặng đường.